giao Rose Dignoa su bò theo gì đều tác. Chiều ngày 3 tháng 10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip do gia đình nạn nhân cung cấp, ghi lại cảnh một thanh niên xông thẳng vào nhà trộm cắp chiếc túi. Trong video đăng tải, nam thanh niên mặc quần so dân ngang đầu gối, áo sơ mi màu xám, đầu đội nón bảo hiểm đã chạy vào trong nhà, nhanh chóng giật chiếc túi xách màu đen để trên giường rồi tháo chạy ra ngoài. Sự việc diễn ra chỉ trong vài giây. Thông tin với phóng viên Lao động, tối ngày 3 tháng 10, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại căn nhà trên đường Lê Công Phép thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân vào ngày 1 tháng 10. Theo trình báo ban đầu của gia đình nạn nhân, tài sản trong chiếc giỏ bị mất trộm trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Hiện Công an quận Bình Tân đang phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.